Nghệ sĩ Tuấn Phương nguy kịch. Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phương hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch do viêm màng não cấp. Ca sĩ Minh Quân cho biết đêm 3 tháng 8, Tuấn Phương được chuyển cấp cứu từ bệnh viện Sanh Pôn sang bệnh viện nhiệt đới Trung ương ở Bạch Mai. Bác sĩ tiên lượng xấu. Một năm trở lại đây, sức khỏe Tuấn Phương giảm sút, liên tục nhập viện vì các bệnh nang phổi, tiểu đường. Nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan đối diện bệnh tật. Anh thường xuyên đăng những câu chuyện, khoảnh khắc vui vẻ trong công việc, cuộc sống trên trang cá nhân. Trong suốt thời gian điều trị, anh được bố chăm sóc, thi thoảng một số bạn bè thân thiết tới thăm hỏi, động viên. Cuối tháng 7, nghệ sĩ đăng ảnh nằm trên giường bệnh và viết: "Tôi luôn làm việc, đi khắp nơi từ trong nước đến nước ngoài để biểu diễn, dàn dựng, dạy học sinh. Tôi cứ ngỡ cuộc đời chỉ toàn màu hồng cho đến khi nhập viện liên tục. Khi sức khỏe giảm sút, tôi nhận ra nhiều điều về cuộc sống. Tôi muốn nói với mọi người, hãy luôn ở cạnh bên và làm thật nhiều điều cho người thân, đừng tính toán, so đo nhé." Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc anh mau khỏe. Chi phí chữa bệnh hiện lên tới gần 1 tỷ đồng khiến gia đình nghệ sĩ gặp khó khăn. Ca sĩ Minh Quân cùng nhiều đồng nghiệp kêu gọi ủng hộ Tuấn Phương. Minh Quân nói, hoàn cảnh của anh ấy vô cùng khó khăn, lại lâm vào bệnh tật. Tôi rất mong các đồng nghiệp, bạn bè cố gắng hỗ trợ anh Phương vượt qua bạo bệnh, trở về với cuộc sống bình thường. Tuấn Phương sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh hiện công tác tại nhà hát nghệ thuật đương đại. Tuấn Phương nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019.